Toyota Avalon vừa mới về đến Hà Nội nhá. Ngay bây giờ mình sẽ đánh chiếc xe này ra. Ôi dồi ôi, ở đây đỗ xe khít quá. Rồi vào cửa bên này đi. Xin phép là đánh xe ra trước và để xem cửa có cửa hít luôn không? Chưa có cửa hít. Có ai đó đoán được giá mẫu xe này là bao nhiêu không ạ? Chiếc xe này là bản nhập Mỹ, gương gập tay các bạn ạ. Trợ lý của tôi, bản nhập Mỹ. Ở Mỹ cái thói quen và cái nó cũng khác. Bây giờ mới bình tĩnh để giới thiệu. Chiếc xe này là đang chào là 4 tỷ đúng không? 4 tỷ, bây giờ 4 tỷ các bạn sẽ xem nhé. Mới cầm lái thôi nhưng mà thực sự là mới rất nhẹ nhẹ. Nhưng mà mình cảm nhận được đây là những cái công nghệ của Lexus chứ không phải là Toyota. Và đó là lý do là giá nó có thể đến đến 4 tỷ. Và các bạn cũng có lẽ là cũng không nên thắc mắc rằng tại sao một mẫu xe từ 4 tỷ nhưng mà gập tay, bởi vì hành vi và thói quen của chiếc xe này được thiết kế là thiết kế cho thị trường Mỹ. Và cũng xin thưa với các bạn rằng những khách hàng ở Việt Nam cũng rất đẳng cấp khi mà chọn những mẫu xe này. Bởi vì đơn giản tôi đã bỏ ra 4 tỷ rồi thì tôi phải tìm hiểu rất kỹ chứ không phải tự nhiên là tôi đi mua. Đó, mà phong cách Mỹ mà một khi đã thích thì là phải nhích. Rồi, các bạn sẽ thấy rằng cái logo của Toyota này nó có một cái màu xanh rất đẹp mắt ở đây. Mình thì đoán luôn rằng đây chính là cái biểu tượng thể hiện tôi là mẫu xe hybrid. Chiếc xe này sử dụng động cơ 2.5, nó khá giống với chiếc Toyota Camry. Công suất của động cơ xăng là nó 176 mã lực và một cái động cơ điện bổ trợ là 118 mã. Đó, cộng lại là suy ra là công suất của mẫu xe này là cũng oách đấy. Rồi, các bạn sẽ xem cái phần lưới tản nhiệt đây này. Phần lưới tản nhiệt nó lại chia thành hai tầng. Phần dưới thì khá giống với mẫu Toyota Camry khi mà nó được mở rộng ra. Có cảm biến góc, 4 cảm biến luôn. Đó, cam trong hệ thống cam 360. Thực ra các bạn phải đứng ở đây, đứng tại vị trí của tôi, sờ này, chạm này. Thì đây là những cái chi tiết kiểu của Lexus. Ngay cả hệ thống đèn full LED này cũng thế. Đây, LED Vision Tech. Đây các bạn có thấy không ạ? Đó. Nhưng mà có lẽ đối với một chiếc xe xuất Mỹ, tôi gọi là xe xuất Mỹ, còn về Việt Nam người ta gọi là nhập Mỹ, thì tôi phải dành một cái lời bái phục luôn. Thế tại sao mà có những chiếc Camry xuất Mỹ từ xưa đến nay vẫn được tìm kiếm rất nhiều, kiểu như dòng LE rồi là SE rồi vân 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 vân, thậm chí là Limited luôn, cho đến bây giờ vẫn nhiều anh vẫn gọi điện còn bản đấy không em, bản đấy ở đâu, tìm hộ cho anh. Thế giá trị gắn cái từ Mỹ vào nó khác, mà những sản phẩm vào thị trường Mỹ nó cũng ở một cái đẳng cấp khác. Phần đầu xe thì thiết kế là quá là góc cạnh luôn nhờ. À, 4 tỷ. Nếu như bạn mua một chiếc 530 BMW, BMW 530, kể cả lăn bánh, bạn ra biển vẫn còn dư tiền. Bạn mua E300 AMG vẫn còn dư tiền. Thậm chí bạn chạm gần tới Mercedes. Nhưng một chiếc xe Toyota Avalon xuất Mỹ giá 4 tỷ vẫn có nhiều khách hàng lựa chọn. Tại sao như vậy? Tôi cũng không trả lời được, chỉ có khách hàng mới trả lời được. Và tôi tin chắc rằng những khách hàng như vậy, tôi vẫn khẳng định lại, họ vẫn có một cái lý do rất là riêng. Chút nữa vào bên trong các bạn sẽ thấy, nhưng bạn chỉ cần nhìn ngoài thôi, trục cơ sở đã rất dài rồi, 2 mét 8 mấy ấy. Và đây này,
các bạn sẽ xem những cái chi tiết này. Đây nhá, chi tiết mạ chrome nhá. Nó không thua kém những chiếc xe Lexus đâu. Đây kính. Đây các bạn xem này. Kính 3 lớp. Lớp keo ở giữa, thôi gọi 2, 3 gì đấy, miễn là có lớp keo ở giữa nhá. Chi tiết rất là đẹp này. Đây là phần gỗ này. Rồi ôi, Mỹ thì, nói đến Mỹ thì nó là phải chất rồi. Gỗ này không thua kém chất lượng hoàn thiện như những chiếc xe Lexus này. Tôi nghĩ rằng đây phải gọi là một chiếc Lexus Avalon thì mới đúng. Có cửa hít không? À, chưa có cửa hít. Và ở Mỹ ấy, thì cái việc cái xe mà kết nối với con người nó bây giờ nó quá đơn giản ở những cái nước phát triển ấy. Chúng ta kết nối chiếc xe qua một cái app trên điện thoại thì đây. Listen anywhere. Vâng. Kết nối mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể cài đặt một cái lịch trình trước, đến giờ xe sẽ tự khởi động, bật điều hòa sấy. Hãy hình dung rằng mùa đông nước Mỹ bây giờ đang rất lạnh, thì tất cả những thứ khi mà bạn ngồi vào chiếc xe đã được sưởi ấm rồi, đã khởi động rồi, có sướng không ạ? Ở Việt Nam thì chúng ta hay nói là sợ mất xe, nhưng mà ở những cái nước phát triển thì những cái việc đấy nó cũng không có. Và đơn giản họ sẽ được thừa hưởng tất cả những cái giá trị công nghệ hiện đại nhất. Và thật đáng tiếc đôi khi vì Việt Nam chúng ta không sử dụng được. Ôi. Ôi, mâm xe này không thua kém gì Lexus. À, cái giải đèn này là một cái câu chuyện hay này. Cái giải đèn đuôi là một cái câu chuyện tôi nghĩ cũng rất hay. Đấy, hai đèn hậu hai bên nối liền bằng một cái đèn sang bên này. Avalon. Tôi xin phép che cái này lại, gắn logo Lexus vào. Bạn thử thay chiếc logo này bằng chiếc logo Lexus bạn đi đường, tôi nghĩ rằng ai cũng trầm trồ luôn. Và cái giá 4 tỷ có khi vẫn còn hời ấy. Rất lạ luôn. Cam 360 này. Cốp này chắc là tôi nghĩ là cốp siêu rộng luôn. Đây. Ui. Đây là cốp của Avalon. Cốp này rộng thì cũng không thua kém những chiếc LS 500 đâu. Thậm chí so với cả Mercedes, thậm chí so với cả 7. Kể có cửa hít nữa thì ngon nhỉ. Nhưng mà phần dưới gầm này thì kể mà phần gầm phải khoe đuôi kiểu như LS500H thì đẹp hơn. Hơi tiếc một chút. Nhưng mà ở mình thì chả có cái gì mà không độ được cả. Độ được hết luôn. Có lẽ là tôi dành cái lời khen quá nhiều cho mẫu xe này. Nhưng mà tôi rất mong rằng các bạn có thể đến chỗ HC Auto ở 99 Phạm Hùng. Nếu như chiếc xe này chưa giao cho khách, rất tiếc, hơi tiếc một chút là chiếc xe này đang chờ ngày siêu đẹp để giao cho khách rồi. Đấy. Mà tôi nghĩ rằng nó xứng đáng với một cái giá 4 tỷ chứ. Bởi vì tôi là Toyota Avalon nhập Mỹ. Tôi xin mạn phép gọi là Lexus Avalon. Phải trân trọng dành cho cái từ đấy thưa các bạn. Ôi. Cửa xe Mỹ nó cũng khác. Các bạn sẽ thấy rằng một cái màn hình nó không giống những cái xe nào có tại thị trường châu Á hoặc thị trường Việt Nam. Bởi vì đơn giản là tôi tới từ Mỹ cơ mà. Tôi là cường quốc, tôi có thể tạo ra chuẩn riêng. Đây. Với màn hình này hoặc là màn hình bằng 10 inch. Các chức năng rất đơn giản. À, nhưng mà cái giao diện đồ họa này chưa bằng Lexus. Tôi nghĩ là nó sẽ nằm giữa Toyota và Lexus, chia đôi ra. Độ nét cũng
độ nét thì cũng không thua kém Lexus là mấy đâu. Đó. Và cái kiểu thiết kế như thế này các bạn sẽ thấy rất là quen thuộc trên những chiếc Lincoln Navigator các kiểu. Đơn giản là tôi đến từ Mỹ mà. Và khi ngồi trò chuyện với các bạn ấy thì không hề nghe tiếng động cơ nổ đâu, bởi vì là động cơ hybrid. Có kết nối áp. Rồi. Menu điều khiển, màn hình thì cũng không phải quá nhanh. Đó. Kiểu thiết kế về cái giao diện này cũng tương đối giống Lexus RX350 F-Sport mà tôi đã giới thiệu với các bạn rồi. Đó. Phone check có chức năng đây nhá, phần ra lệnh giọng nói giống hệt như chiếc RS, giống hệt như của Lexus thôi, các cấu trúc lệnh như navigation này, audio này, info. Đấy, có hết. À nhưng mà trên Avalon này chưa có cái gọi giọng nói và điều khiển nhiệt độ. Cửa gió điều hòa. Rồi. Ở đây có, đây bạn có thể điều khiển nhiệt độ ngay đây này. Đấy. Đấy, bật auto lên nhé. Đây. Nhiệt độ đang là còn độ F luôn. Đấy, độ F nhé. Bật lên nhé. Có sưởi ghế, có thông gió. Có hết. Điều hòa hai vùng độc lập. Rồi. Ở đây thì có sạc không dây này. Để so. Hốc rất rộng nhỉ. Hốc này rộng đấy. Đấy. Chi tiết nhựa nó có cái mùi và phong cách kiểu Mỹ. Đấy, cơ mềm. Kể mà mấy cái này ốp gỗ nữa thì ngon, nhưng mà thực ra ốp gỗ nhiều khi là mình thích thôi. Còn người Mỹ chắc gì đã thích. Mà ai đó mua chiếc xe này, anh chị nào đấy mua chiếc xe này là một phong cách. Rồi, cũng rất số, Mỹ. Hộp số vô cấp ECVT. Không có đá lẫy chuyển số sau vô lăng. Có chế độ lái Eco này. Có Normal này, có Sport này. Có Auto Hold, có chế độ lái xe điện. Chạy động cơ điện thôi, phanh tay điện tử. Da rẻ đẹp gần bằng Lexus. Hai cổng 2.1. Ở đây có học đồ khá là rộng. Đấy. Sedan full size mà. Da thông gió. May hình quả chám nhá. Đường may rất đẹp. Đẹp thực sự luôn ấy. Đây các bạn sẽ thấy cái tư thế ngồi của tôi này. Ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng, có bơm lưng, cả ghế tôi ngồi và cả ghế hành khách bên cạnh. Và các bạn sẽ nhìn sang cái thành cửa có gỗ. Đấy. Phần dưới có cả phần mảng da may hình quả chám hình kim cương. Và bạn yên tâm với một xe xuất Mỹ 10 túi khí, yên tâm. Đụng đâu nổ đấy, bảo vệ bạn luôn. Riêng mà chất lượng xuất Mỹ thì không phải nghĩ luôn. Loa thì hệ thống loa JBL. Đây tôi xem cái cốp này cũng khá rộng. Đây, Avalon Hybrid này. Sách hướng dẫn sử dụng nhá. Tất cả xe cộ các kiểu mua về thì chúng ta sẽ nên đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nhân tiện góc camera đây, tôi sẽ bật luôn cái hệ thống cam 360 cho các bạn xem. Cam này giống hệt cam của Lexus RX350. Hai góc chiếu. Có hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp nếu như bạn cài số lùi như thế này. Khi bạn phanh có người đứng sau sát rồi thì xe sẽ tự động kích hoạt phanh. Đây tôi thử luôn cho các bạn xem. Nhiều cuộc thử nghiệm trên thế giới fail, hôm nay mình cũng hơi run. Xe dài quá. Ủa?
À, cái này khác Lexus. Lexus thì nhạy hơn. Lexus hôm trước tôi thử nhạy hơn. Lúc nãy là gặp cái ghế thì nó sẽ tự phanh. Rồi. Hoảng lắm. Người đi bộ là phát hiện rất khó đấy. Cảnh báo loạn hết cả lên nhé. Các góc chiếu có hết này. Rồi, tôi nghĩ là cái vật thể phải to hơn. Còn đối với Lexus thì cái độ nhạy nó chính xác hơn. À, về phần màn hình HUD kính lái có. Màn hình HUD kính lái có nha các bạn. Có màn hình HUD kính lái. Ở đây thì các hệ thống hỗ trợ thì cũng tương đối giống chiếc Lexus RX350 mà tôi trải nghiệm đây. Các bạn có nhìn thấy này. À, hỗ trợ giữ làn này. Cảnh báo chênh làn, hỗ trợ giữ làn này. Cảnh báo va chạm trước này. Cảnh báo điểm mù này. Đó. Có hết nhá. À, cảnh báo va chạm sớm có này. Cảnh báo điểm mù. Cảnh báo vật cắt ngang này. Đấy, có cả ECS tức là cảnh báo hệ thống hỗ trợ phanh khi mà có vật ở phía sau. Đối với Avalon này thì là vật cản. Còn đối với Lexus hôm trước là mình thử là có người. Đó. Nói chung hóa ra Lexus cũng phải hơn. Xin phép gọi là Lexus trừ Avalon. Rồi. Các giao diện thì cũng tương tự như vậy thôi. Màn hình ở giữa là màn hình 7 inch, kỹ thuật số rất đẹp. Vô lăng thì không có lẫy chuyển số nhưng có số cộng trừ ở đây rồi. Số giả lập cộng trừ 5-6. Cộng trừ đây đẩy đến 6 cấp. Đó, giả lập 6 cấp. À, da này thì gần đẹp như da Lexus. Rất đơn giản, phong cách thiết kế vô lăng theo kiểu rất Mỹ, rất Camry. Toyota Avalon là gì? Là nhiều thứ giống Camry nhưng nhiều thứ giống với Lexus. Thì tôi là Avalon, tôi có giá ổn định. Ok, anh camera có thể quay sang đây để xem các chức năng bên này bao gồm những gì nhá. Vị trí, nhớ hai vị trí ghế này. Có chỉ ghế lái thôi nha các bạn. Nhựa thì khá là đẹp đấy. Nhựa đẹp, nhựa và gỗ đều là nhựa gỗ đẹp hết. Ở đây thì các bạn có thể thấy thêm là phần đèn auto này. Touch traction control này, sấy vô lăng. Ở Mỹ thì đương nhiên là phải có sấy vô lăng rồi. Mở cốp bình xăng cam 360 thì tôi đã giới thiệu rồi. Bước lên xuống có Avalon. Đó. Tôi sẽ điều khiển đúng cái tư thế lái này. Đây, các bạn sẽ thấy tư thế tôi ngồi lái. Được chưa? Có bơm lưng. Có bơm lưng. Kể nhưng mà có massage nữa thì nhất luôn. À, vô lăng điều khiển gật gù bằng điện. Không khác gì Lexus luôn. Ngồi lái. Rồi. Đấy, điều chỉnh đúng tư thế ngồi lái. Tôi ngồi lái khá xa luôn. Xin phép kích hoạt phanh tay điện tử. Bây giờ mình sẽ bước ra không gian sau. Đương nhiên là bản full size ngồi sẽ rất khác luôn, rộng rãi. Đèn LED bật lên cho nó sáng. Thế nào? Ui giời, vẫn thua Camry nhà mình các bạn ạ. Camry nhà mình hàng loạt phím điều khiển ở đây luôn. Như VIP luôn. Có lẽ là cái hành vi, cái sở thích của khách hàng sẽ khá là khác nhau. Nên nhớ rằng chiếc xe này được bảo vệ bởi 10 túi khí nha các bạn. 10 túi khí xuất Mỹ. Và ở đây thì có hai cửa gió điều hòa, hai cổng sạc 2.1 chuẩn USB, có sấy ghế. Nếu như mà tôi mua chiếc xe này về ấy, thì thực sự là tôi sẽ gắn thêm màn hình. Và khi đó thì cũng phải nói là tuyệt vời đấy. Tôi xem cái hàng ghế thứ hai này có điều khiển được không nhá. Lỗ thông hơi có, may hình quả chám có. Đẹp, loa JBL này, JBL này. Đó, chứng tỏ là
Camry nhà mình được thiết kế rất oách luôn. Camry lại độ ngả lưng các kiểu. Các bạn có thấy xứng đáng với giá 4 tỷ không ạ? 4 tỷ thì chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng với một chiếc xe như thế này thì tôi nghĩ nó cũng xứng đáng đấy chứ. Bởi vì có thể tôi cũng giống như chính một anh chị nào đấy đã mua chiếc xe này và chỉ chờ ngày đẹp để nhận thôi. Thì phải có một cái giá trị riêng nào đó. Và nên nhớ rằng tôi là Toyota. Tôi là Toyota Avalon. Tôi rất dài. Tôi có nhiều trang bị tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn của Lexus. Tôi được xuất Mỹ. Và đó là giá trị của tôi. Còn các bạn có cái quan điểm như thế nào về một mẫu xe như thế này? Vui lòng hãy để lại comment ngay bên dưới video giúp chúng tôi nhé. Và đừng quên subscribe kênh giúp mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.